Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Xe Máy TV nha. Hiện tại Đức đang có mặt cửa hàng mô tô Giáp Bình Dương trên đường 22 tháng 12 cạnh đường Thượng Giao 24. Thì ngày hôm nay Đức sẽ giới thiệu cho bạn thêm một số mẫu xe Aplus 2021 đã được lên màu sơn cho hai phiên bản 125 và 150. Đầu tiên thì mình sẽ báo giá cho các bạn cuối tháng 3 đầu tháng 4 này. Hiện tại đối với giá Aplus 2021 á, giá cực kỳ rẻ luôn và hiện tại đang dưới giá đề xuất rất là mềm so với những cái dòng xe khác. Và đặc biệt ở cửa hàng Hyundai Giáp Bình Dương bên mình á, giá thì vẫn rẻ hơn so với khu vực ở Sài Gòn hoặc là ở miền Trung, ngoài miền Bắc nha các bạn. Rồi đầu tiên á, thì mình sẽ báo giá cho bạn phiên bản 125 trước nha. 125 đối với phiên bản tiêu chuẩn bên mình đang bán mức giá là 40.500.000. Còn đối với phiên bản đặc biệt sẽ là 42.500.000 nha. Giá mình báo cho các bạn là đã bao gồm VAT rồi, chưa có phí đăng ký biển số nha các bạn. Còn những màu sắc lên màu á thì các bạn cộng cho mình thêm 3.000.000 nha. Đối với chiếc xe nào lên màu giống với màu gốc, còn những dòng xe nào mà lên màu khác với màu gốc á, các bạn cộng cho mình thêm 500.000 nữa. Đó, tức là khoảng 3.500.000 ha. Rồi, tiếp theo đó là phiên bản 150. 150 á thì có hai phiên bản, đó là phiên bản tiêu chuẩn bên mình đang bán mức giá là 52.500.000, còn đối với phiên bản đặc biệt sẽ là 54.000.000. Thì giá đã có VT rồi, chưa có phí đăng ký cái biển số nha. Còn phí lên màu thì cũng giống như 125 thôi, 3.000.000 hoặc 3.500.000 nha các bạn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một chiếc này trước ha. Chiếc này trước mình sẽ mời camera lại gần đây để quay cận cảnh cái màu sắc này, màu bạc này cho các bạn xem. Thì đối với cái màu bạc này á, màu bạc dạng như là khói với màu xanh ha. Thì cái phiên bản này là phiên bản 125 nha các bạn. 125 thì sẽ không có thắng ABS nha. Thì các bạn đã thấy không, những cái chi tiết màu sắc trên đây rất là đẹp luôn. Thì cái màu sắc này á, bên mình là sơn hoàn toàn 100% luôn. Chẳng hạn như là những cái chữ ở đây, những cái họa tiết trên đây là đều là sơn 100% luôn. Đó, màu bạc ha. Sơn như thế này đây thì 3.000.000 nha. Tất cả màu nào cũng vậy hết, bằng giá nhau, màu nào cũng 3.000.000 hết các bạn. Đó, còn các bạn muốn lên theo màu mà khác màu gốc á, thì mất thêm 500.000 để mình đổi cặp xe. Đó. Rồi, mình sẽ quay cận cho bạn xem phần phía sau nè. Phía sau này thì cũng được làm những cái họa tiết ha, cũng rất là đẹp, rất là nam tính luôn. Thì chiếc này hợp với những bạn nam thôi. Và chiếc này thì mình có lên cái phuộc Asigo nè. Phuộc này quay cho bạn cũng rất là nhiều rồi. Đó, mình chủ yếu là quay mẫn màu sắc cho các bạn xem ha. Rồi, bên đây, bên đây là thêm một chiếc AB125 nữa, màu cam đen. Màu cam đen này thì rất là nhiều bạn thích nha. Chiếc này thì mình lên cái phuộc nè, độ cái màu nè, và làm lại cái thắng đĩa trước luôn ha. Cái đĩa trước nè, đĩa kiểu nha các bạn. Đó, đĩa kiểu ha. Đó, rất là đẹp ha. Màu cam đen này, phiên bản 125. Thì màu cam đen này nó sẽ khác màu gốc, thì phí lên màu sơn của chiếc này là 3.500.000 nha, bao gồm cả cặp xe luôn. Đó, mình sẽ quay cận cho bạn xem cái thắng đĩa này nè. Thắng đĩa và cái mâm luôn. Đó, thì rất là đẹp ha. Màu cam đen 125. Rồi, và phía bên đây mình cho bạn xem cái màu cam gạch son này ha, cũng là phiên bản 125 luôn. Đó. Màu cam này ha. Rồi. Cam đen bạc. Rồi tiếp theo, bên đây là cũng là màu xanh bạc đen luôn. Đó, màu xanh bạc đen nha. Chiếc này thì nó đơn giản hơn, nó không có họa tiết nhiều, cũng là 125 luôn. Rồi cạnh chiếc bên đây là chiếc đỏ bạc đen, chiếc này cũng là 125 luôn nha các bạn ha. 125 luôn, đỏ bạc đen. Cái này là tại mình phủ cái chơm lên rồi nha các bạn. Đó, ốp nhựa, ốp nhựa. Rồi cạnh bên đây là xanh bạc đen, xanh bạc đen này là cũng là lên màu luôn. Rất là nhiều màu sắc ha, cho các bạn ưng ý mình là lựa chọn thêm. Còn hai chiếc này là hai chiếc version ha, phiên bản 2019, phiên bản cũ. À, rồi phía bên đây là những cái màu sắc nguyên bản nè. Đây là phiên bản 125, màu nguyên bản đó là màu xanh nè các bạn, màu nguyên bản nha. Thì các bạn mua chiếc này sẽ là 40.500.000, đã có VT rồi, chưa có phí đăng ký cái biển số nha, màu xanh này. Còn đối với màu này là màu đỏ phiên bản 2020 thôi. Màu xanh này với màu xanh này, màu đỏ này là phiên bản 2020, phiên bản cũ nha các bạn. Còn phiên bản này là cũng là phiên bản cũ luôn, màu trắng 125. Chiếc này là phiên bản đặc biệt 125 ha, cũng là màu xin luôn, màu gốc của nó luôn á. Bên đây là phiên bản 150, phiên bản đặc biệt màu xanh xám đen, có trang bị thắng ABS.
Đó, thắng IBS ha. Phiên bản 2020 luôn. Con này thì 2021 nè. Đó, màu bạc. 2021 á, hay là 2020 á, nhìn rất là dễ phân biệt nha. Đối với xe 150 á thì nhìn cái logo phía bên hông này rất là nhỏ. Đó, cái logo phía bên hông phía đây nè, thấy rất là nhỏ ha. Đó, logo phía hông này rất là nhỏ. Còn đối với phiên bản cũ á là 150, phiên cái 150 á, cái to bản hơn. Đó, to hơn ha các bạn. Rồi thì chỉ có bấy nhiêu màu thôi. Bữa giờ thì quay cho các bạn cũng rất là nhiều phiên bản 125, 150 đã lên màu sơn rồi. Thì nói chung là có màu sắc nào mới thì mình quay video cho các bạn để tham khảo thêm. Còn về cái thủ tục trả góp á, thì các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình là chứng minh nhân dân, bằng lái. Còn những bạn nào không có bằng lái á, thì chuẩn bị cho mình chứng minh nhân dân và hộ khẩu ha. Trên 18 tuổi là mình sẽ mua xe được. Và cái số tiền trả ít nhất là khoảng 20% thôi là mình mua xe được nha. Thì kỳ hạn thì các bạn có thể chọn 6 tháng đến 36 tháng tùy theo cái mức lương hàng tháng của các bạn. Nếu mà lương của bạn cao thì các bạn trả tầm khoảng 9 tháng 12 thôi để cho cái lãi của mình ít lại ha các bạn. Rồi thì đây là những cái màu sắc, những cái nước xe đơn linh màu sơn rất là đẹp luôn. Thì những bạn nào mà muốn biết giá chính xác cái biển số thì các bạn cứ comment phía bên dưới hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình, thì mình sẽ báo giá gai biển số cho các bạn luôn, và mình sẽ tư vấn những cái thủ tục trả góp cũng như là những cái gói trả góp để cho các bạn tham khảo thêm. Đó, thì đối với những bạn nào mà đang phân vân mua dòng xe A-Plus mà chưa có mua thì mình khuyên các bạn nên mua trong giai đoạn này, tại vì giá hiện tại rất là mềm luôn so với những cái dòng xe khác, rất là mềm luôn nha các bạn. Đó, thì bữa nay là gần cuối tháng 3 và sang đầu tháng 4, thì không biết là đầu tháng 4 á, thì giá cả nó có thay đổi hay không thì đó là mình không biết được. Thì những bạn nào mà đang có ý định mua thì các bạn cứ nhanh chân nhanh chóng mình mua xe ha, thì chậm tay thì còn, nhanh tay thì còn có đóng luôn. Đó, thì hàng mình còn rất là nhiều. Còn những bạn nào mà muốn mua xe đổ màu mà bên mình không có những màu mà các bạn thích á, thì các bạn chuẩn bị cho mình là chuẩn bị những màu sắc mà bạn ưa thích, hay là những mẫu xe nào mà màu sắc bạn thích á, thì các bạn đem đến cửa hàng bên mình thì mình sẽ đặt xe cho các bạn, đặt nước sơn cho các bạn luôn tùy theo yêu cầu của khách hàng. Đó, thì giá thì cũng là 3 triệu 3 triệu rưỡi thôi. Rồi thì các bạn có thắc mắc gì á thì các bạn cứ liên hệ với mình nha. Thì chi nhánh này là chi nhánh 8, thì mình rất ít quay chi nhánh này. Thì đối với những bạn nào mà không biết chi nhánh này á, thì các bạn cứ đi trên đường 22 tháng 12, đi từ đường dòng xe Văn Phú ra hướng quốc lộ 13, nằm bên tay trái ha, cái bảng hiệu đỏ đen, ý đúng rồi, đỏ đen đó, địa chỉ mô tô Giáp Bình Dương, gần cạnh bên đường Thuận Giao 24 luôn. Thì các bạn lên đây các bạn xem xe ha, và trước khi các bạn đến cửa hàng thì bạn cứ liên hệ trước với mình để mình kiểm tra xe coi cửa hàng đó còn xe hay không, hoặc là có những màu sắc nào bạn thích thì mình sẽ báo cho các bạn để các bạn ra cửa hàng mình xem xe để có xe luôn, để tránh mất thời gian của các bạn. Rồi video mình sẽ kết thúc tại đây nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Còn bây giờ thì mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn.